Một cặp sinh qua mọi người, sinh qua thì con mới rửa, sơ cái vỏ này là sinh qua 2035 SE. Con này là sinh qua 2035S. Con này là phiên bản cao cấp hơn con này một tí. Đây S, đây là SE. Còn một phiên bản là 2035 nữa, nhưng mà đấy là đời đời trước nữa. Trật lực nha, có trật lực nha. Làm này chạy làm 50, chạy làm 50, nồng đẹp lắm, cực kỳ đẹp. Đọc máy này, đọc máy thì khỏi chê luôn. Rồi, con này bao làm luôn, 2035 SE. Đây thôi, nồng thì cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn, 35cc hết. Cặp này quá vip, đời cao.